Xin chào các bạn, sau khi ra mắt và chính thức bán iPhone 8 Plus và iPhone X, thời điểm càng gần cuối năm cũng là lúc thị trường chứng kiến sự giảm giá của những model iPhone thế hệ trước. Đặc biệt hơn, cộng thêm tuần lễ vàng, Apple đang có mặt tại Diện Thông Minh với rất nhiều mẫu iPhone được giảm giá sốc, cũng như nhiều chương trình tặng quà hấp dẫn như tặng bảo hành nguồn màn hình 9 tháng và dùng thử 7 ngày cho iPhone cũ nguyên bản, đổi mới 12 tháng cho máy iPhone mới, đang ngày càng thu hút khách hàng nhanh chân hơn trong việc tìm mua cho mình một chiếc iPhone ưng ý nhất ở lúc này. Và sau đây, thì review sẽ tư vấn cho bạn 5 mẫu iPhone đáng mua nhất từ giờ cho đến cuối năm. Sẽ có đầy đủ những mẫu máy mới hoặc những chiếc flagship cũ nguyên bản theo từng phân khúc giá cho bạn dễ dàng lựa chọn. Chiếc máy đầu tiên sẽ là chiếc máy có được phân khúc giá rẻ nhất, chính là iPhone 5S. Mẫu thiết kế cuối cùng của Steve Jobs vẫn là mê mẩn bao iPhone đến tận thời điểm hiện tại. Mang trong mình một thiết kế nhỏ gọn nhưng không kém phần tinh tế với những đường cắt kim cương tỉ mỉ, iPhone 5S cho bạn một cảm giác sang trọng hơn hẳn so với các thiết bị đến từ Trung Quốc trong phân khúc giá từ 2 đến 3 triệu đồng. Hiện tại thì mức giá iPhone 5S đang ở khoảng 2.390.000 cho phiên bản lắp và hơn 3 triệu một chút cho phiên bản quốc tế. Tất nhiên sản phẩm này sẽ có đủ 3 màu xám gray, trắng bạc silver và vàng gold sang trọng cho bạn lựa chọn. Chiếc máy này chắc hẳn sẽ phù hợp với những ai không dư giả về mặt kinh tế nhưng lại yêu thích một sản phẩm chạy OS của Apple. Sản phẩm tiếp theo sẽ là thế hệ iPhone đầu tiên của Tim Cook, đó là iPhone 6. Chiếc máy này được coi là phiên bản phóng to của iPhone 5S và được cắt gọt mềm mại hơn, thiên về cảm giác cầm nắm cho người sử dụng. iPhone 6 hiện tại không quá nổi bật với cấu hình khi chỉ có 1 GB đi kèm con chip Apple A8 khá cũ kỹ. Tuy nhiên mà nói thì những gì iOS mang lại, iPhone 6 vẫn quá mượt mà ở cả những phiên bản iOS mới nhất. Điểm yếu của sản phẩm này ngoài việc khả năng chạy đa nhiệm không còn tốt như trước, còn phải kể đến thời lượng pin không mấy ấn tượng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì pin sạc dự phòng đã quá phổ biến nên vấn đề này không còn quá lo ngại. Và với một mức giá quá rẻ cho một sản phẩm đình đám của năm 2014, chỉ từ 4 triệu đồng cho phiên bản iPhone 6 lock và cao hơn một chút là 5 triệu đồng cho phiên bản iPhone 6 quốc tế, cũng là một sự lựa chọn không hề tồi một chút nào so với những đối thủ tầm trung của Android. Chiếc máy thứ ba sẽ là iPhone 6s Plus. Đây có thể coi là một biến thể mạnh mẽ hơn so với những đời iPhone 6s. Chip Plus sẽ đánh dấu cho một dòng iPhone có màn hình to hơn, đẹp hơn và thời lượng pin ấn tượng hơn. iPhone 6s Plus sẽ là một phiên bản nâng cấp của iPhone 6s khi được tăng lên 2GB và đi kèm con chip Apple A9 mạnh mẽ, cho hiệu năng vô cùng ấn tượng cho tất cả các game 3D và ứng dụng nặng ở thời điểm hiện tại. Và với 6s Plus thì bạn có khá nhiều phần lựa chọn theo từng khả năng kinh tế của mình. Rẻ nhất sẽ là phiên bản iPhone 6s Plus Lock với phiên bản 64GB cũng chỉ có 8.490.000. Và nếu thích một sản phẩm mới nguyên siêu đẹp hộp thì bạn có thể lựa chọn thêm iPhone 6s Plus CPO. Chiếc máy thứ tư sẽ là iPhone 7. Thiết bị có thể coi là gây khá nhiều tranh cãi khi ở thời điểm ra mắt không có quá nhiều điểm thiết kế nổi bật so với iPhone 6 và iPhone 6s. Nhưng bù lại thì thiết bị này cho cái nhìn thanh thoát hơn ở mặt sau so với hai thiết bị trước là iPhone 6 và iPhone 6s khi khắc phục được giải anten cắt ngang ở mặt sau. Ngoài việc được trang bị thêm chuẩn chống nước IP67, thêm đó là những cải tiến mạnh mẽ về mặt phần cứng khi được nâng cấp lên con chip Apple A10 Fusion, một nút home cảm ứng lực, một màn hình đẹp hơn và một bộ đôi camera được nâng cấp lên 12 megapixel ở phía sau và 7 megapixel ở phía trước. Đây có thể coi là một sự lựa chọn khác cho những ai yêu thích sự nhỏ gọn nhưng mà phải mạnh mẽ bên cạnh chiếc iPhone 6s Plus cùng phân khúc. Bởi hiện tại iPhone 7 đang được giảm giá chỉ còn 8.290.000 cho phiên bản lock, nhưng được tặng kèm thêm chip Snapdragon 2 mới nhất, dùng như phiên bản quốc tế. Sản phẩm cuối cùng trong list danh sách này sẽ là một sự lựa chọn cho những ai đang có tầm tiền từ 11 đến khoảng 13 triệu đồng. Trong phân khúc cao cấp này thì iPhone 7 Plus vẫn là một đối thủ xứng tầm với những các tên tuổi Android khác như Note FE, Mi Mix 2 hay thậm chí là LG V30. Với sức mạnh của iPhone 7 Plus ở thời điểm hiện tại là khỏi phải bàn rồi. Với con chip tương đương với iPhone 7 nhưng được nâng cấp lên 3GB, đi kèm với nền tảng iOS vô cùng mượt mà. Chiếc máy này chẳng hề ngán bất cứ một game hay ứng dụng 3D nặng nào cả. Và thậm chí cũng chẳng hề kém cạnh là bao so với iPhone 8 Plus mới ra mắt cách đây không lâu. Thông số camera vẫn được giữ nguyên như trên iPhone 7, nhưng phía sau lại có thêm một ống kính tele cho khả năng chụp zoom quang 2x. Cùng với đó là chế độ chụp xóa phông vô cùng ảo diệu, giúp iPhone 7 Plus đang thống trị trong tầm giá phân khúc từ 11 triệu đồng cho phiên bản lock và hơn 13 triệu đồng một chút cho phiên bản iPhone quốc tế. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho bạn mẫu 5 chiếc iPhone đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại. Việc của bạn là hãy cân nhắc giữa nhu cầu sử dụng và kinh tế để có thể lựa chọn cho một chiếc iPhone ưng ý nhất. Còn các vấn đề về bảo hành hay quà tặng ư, Diện Thông Minh đã lo vào trong tuần lễ vàng Apple này rồi. Và nếu có thắc mắc bất kỳ về sản phẩm nào thì mời các bạn comment ở phía bên dưới. Bây giờ xin chào và hẹn lại các video lần sau.